Chào bạn, tôi đang có mặt tại hội chợ Tết Xuân 2021 này bạn. Đây có mấy cây bông giấy quá đẹp luôn, giấy cẩm thập nè. Này nhiêu cây anh? 18 triệu hả? Mày ở đâu đem lên vậy? Hay quá. Mới đi vô. Quá đẹp luôn. Bự bự đúng không? Nó bị thiếu nước à. Thêm nữa nó buồn. Cái này ghép vô mà. Cái này ghép vô, ghép cẩm thạch lên. Ghép à. Nè cái bình thường đó nè. Nhớ con thập vô. Để mua gì? Không, hỏi vô. Hỏi coi nhiêu tiền. Nó tới rồi. Ở đâu đem lên nhà? Chợ Lấp. Chợ Lấp hả? 18. 18 hả? Mười tám triệu.